Manchester United vừa đón tin vui về lực lượng trước cuộc đụng độ Crystal Palace, trong khi huấn luyện viên Pep Guardiola có phát biểu đáng chú ý về Arsenal. Bên cạnh đó, cập nhật về nhiều đội bóng tên tuổi cũng sẽ xuất hiện trong bản tin ngày 21 tháng 9. Cảm ơn các bạn đã đến với kênh bình luận viên Anh Quân News và chúng ta bắt đầu ngay bây giờ. Rabiot luôn tái xuất. Pep Guardiola khen ngợi Arsenal. Rick James chưa trở lại. Đụng độ Arsenal phát trong bối cảnh vừa thay tướng và Nasser đã nhập cuộc cùng quyết tâm rất lớn. Điều này giúp đại gia Tây Á có bàn mở tỷ số ở phút 33 do công của Cristiano Ronaldo. Thời gian sau đó tiếp diễn theo chiều có lợi cho Á quân Saudi Pro League khi Salim Anadi cùng Talisca lần lượt lên tiếng để ấn định chiến thắng 3-0 cho thầy trò Pioli. Đây là khởi đầu hoàn hảo dành cho chiến lược gia người Ý khi kỳ vọng đặt vào ông thầy 58 tuổi là rất lớn. Xuất hiện trong các buổi tập gần đây của Manchester United và Rasmus Højlund vừa được Quỷ Đỏ điền tên vào danh sách đăng ký thi đấu cho cuộc đụng độ Crystal Palace đêm nay. Đây là cập nhật rất vui dành cho các fan ông lớn nước Anh khi đội chủ sân Old Trafford vừa có liên tiếp 2 chiến thắng. Tuy nhiên, người hâm mộ sẽ cần đợi đến phút chót để biết Rasmus Højlund ra sân ngay từ đầu hay phải chờ cơ hội từ băng ghế dự bị. Là những đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho chức vô địch EPL, nên đại chiến sắp tới giữa Man City và Arsenal có nghĩa cực kỳ quan trọng. Thậm chí mọi chuyện còn trở nên căng thẳng hơn khi huấn luyện viên Pep Guardiola tán dương pháo thủ cũng tuyên bố: Arsenal ngày càng tiến bộ qua từng năm vì họ đầu tư rất nhiều vào một đội hình có chiều sâu. Nếu tôi nói điều gì đó, họ sẽ cho rằng tôi đang chơi trò tâm lý, nhưng tôi đánh giá cao pháo thủ. Ngoài nhận xét Arsenal, thì huấn luyện viên Pep Guardiola cũng dành thời gian cập nhật về Kevin De Bruyne trong buổi phỏng vấn hôm qua. Được biết tình hình thể trạng ngôi sao người Bỉ hiện đã tốt hơn trước và cầu thủ 33 tuổi vẫn có thể ra sân ở đại chiến với pháo thủ. Tất nhiên, ban huấn luyện The Citizen sẽ cần quan sát thêm Kevin De Bruyne trong những buổi tập sắp tới để cân nhắc việc có cho nhân tố sinh năm 91 đá chính hay là không. Trước khi Chelsea đụng độ West Ham, thì huấn luyện viên Enzo Maresca đã cập nhật tình hình của một số bệnh binh. Với đội trưởng Rick James, ngôi sao người Anh vẫn phải ngồi ngoài khi quá trình hồi phục đang diễn ra hơi chậm. Thậm chí chính Enzo Maresca cũng chưa rõ ngày tái xuất của cậu trò và chi tiết trên khiến các fan đại diện thành lô đồn không khỏi lo lắng. Bên cạnh đó, thuyền trưởng The Blue còn tiết lộ việc Malo Gusto chưa thể trở lại ngay cuối tuần này. Chấn thương đã khiến Taren Malaysia vắng mặt trong các cuộc đấu Man United một thời gian dài. Thậm chí ngôi sao người Hà Lan còn nhiều lần khiến các fan Quỷ Đỏ lo lắng vì biến mất khỏi ống kính của truyền thông. Tuy vậy, tình hình của cầu thủ sinh năm 99 hiện đã có biến chuyển tích cực khi Manchester United xác nhận Taren Malaysia vừa quay lại tập luyện cùng toàn đội. Thế nhưng ông lớn EPL vẫn sẽ theo dõi tình trạng của nhân tố 25 tuổi một cách cẩn thận trước khi để cầu thủ người Hà Lan tái xuất. Barcelona vừa nhận thất bại trước Monaco với tỷ số 1-2 và đây cũng là trận thua đầu tiên của Hansi Flick khi dẫn dắt ông lớn La Liga. Tuy vậy, chiến lược gia người Đức không hề tỏ ra bi quan mà vẫn đặt trọn niềm tin vào các học trò có phát biểu. Barcelona vẫn sẽ chơi một mùa giải Champions League tuyệt vời. Đội bóng còn 7 trận đấu nữa vòng bảng và sẽ đạt được mục tiêu của mình. Real Madrid đang phải đối mặt với cơn bão chấn thương và điều này ảnh hưởng rất nhiều đến kế hoạch nhân sự của huấn luyện viên Carlo Ancelotti. Thế nhưng cơn đau đầu của chiến lược gia người Ý sẽ giảm bớt đôi chút khi Camavinga đang bình phục khá tốt và có thể trở lại ở cuộc đụng độ Atletico Madrid vào cuối tháng 9. Đây là sự bổ sung vô cùng cần thiết cho kiền cánh trắng trong bối cảnh họ đối diện lịch thi đấu dày đặc ở giai đoạn tới. Antony vừa mở tài khoản bàn thắng mùa này cho Manchester United bằng cách phá lưới Barnsley ở cúp liên đoàn. Cập nhật trên, huấn luyện viên Erik ten Hag hài lòng và không ngại tán dương cậu trò cùng tuyên bố: mọi cầu thủ nên có những phản ứng như những gì Antony đã làm vào đêm thứ ba. Mọi người phải tập luyện chăm chỉ để giành được quyền thi đấu và khi được ra sân, các thủ phải biết nắm bắt cơ hội của mình. Không ngại bạo chi trong những kỳ chuyển nhượng gần đây và có thể Chelsea sẽ tiếp tục xuống tiền trong phiên chợ đông. Hiện tại, Jules Koundé là cái tên mới nhất nhận đồn đoán với The Blue và 60 triệu euro là mức phí tiềm năng cho thương vụ trên. Tuy vậy, chưa chắc phía Barcelona đã cởi mở với việc bán đi cầu thủ người Pháp trong giai đoạn giữa mùa giải.
Nhận nhiều đồn đoán với các đại gia Tây Á nhưng thủ môn Ederson vẫn đang là người của Man City. Thậm chí ông lớn EPL còn muốn thúc đẩy việc gia hạn hợp đồng với ngôi sao Nam Mỹ trong thời gian tới. Được biết giao kèo hiện tại của hai bên sẽ kết thúc vào năm 2026 với bản thỏa thuận mới có thể xuất hiện ngay mùa giải này. Vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng cùng 4 điểm trong tay không phải kết quả khiến các fan của Tottenham hài lòng. Thậm chí gà trống còn gặp khó khăn về lực lượng khi tiền đạo Richarlison chưa thể tái xuất trong cuộc đấu cuối tuần này. Thậm chí huấn luyện viên Ange Postecoglou còn khuyên cánh phóng viên không hỏi về ngôi sao Nam Mỹ cho đến khi chính ông đưa ra cập nhật liên quan đến cậu học trò. Rõ ràng sức ép dành cho chiến lược gia 59 tuổi đang là rất lớn sau chuỗi trận không tốt gần đây. Cập bến Chelsea vào ngày cuối phiên chợ hè với Jadon Sancho đang tạo ra dấu ấn tích cực tại The Blue. Ngay cả huấn luyện viên Enzo Maresca cũng trực tiếp tán dương ngôi sao người Anh qua phát biểu. Kể từ khi đến Chelsea, Jadon Sancho đã rất chăm chỉ. Chúng tôi tận dụng quãng nghỉ quốc tế để tập trung vào cậu ấy và Sancho đang làm rất tốt. Vài ngày qua đã xuất hiện khá nhiều đồn đoán về việc Martin Zubimendi đang cảm thấy hối hận khi từ chối sự quan tâm của Liverpool. Điều này thu hút sự chú ý của các fan The Kop khi không ít người muốn hai bên sớm nối lại cuộc đàm phán. Tuy nhiên, dưới góc nhìn của Real Sociedad thì đại diện La Liga không hề muốn bán nhà vô địch Euro 2024 trong phiên chợ đông. Do vậy, Liverpool vẫn đối diện không ít khó khăn nếu muốn sở hữu chữ ký của Martin Zubimendi. Thi đấu ở vị trí thủ môn nhưng Alisson Becker lại dính không ít chấn thương trong những mùa giải gần đây. Hiện tại, ngôi sao Nam Mỹ đang bỏ ngỏ khả năng thi đấu ở vòng 5 EPL khi Liverpool đụng độ Bournemouth vì lý do thể trạng. Trong trường hợp Alisson không thể ra sân, Kaim Kelleher sẽ là người bắt chính cho The Kop. Bên cạnh đó, cũng cần nhắc lại chi tiết rằng thủ môn Georgi Mamardashvili sẽ xuất hiện ở sân Anfield vào mùa giải năm sau và đây là cập nhật đe dọa vị trí thi đấu chính thức của Alisson Becker. Lượt đấu đầu tiên của Champions League đã khép lại với không ít trận cầu hấp dẫn. Chẳng mất nhiều thời gian, ban tổ chức đã công bố danh sách 4 đề cử cho giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất tuần bao gồm Harry Kane, Florian Wirt, Antoine Griezmann cùng Jamie Vinogretten. Sau quá trình bình bầu khá khẩn trương, Florian Wirt là cái tên nhận vinh danh và đây là động lực để ngôi sao người Đức chơi thăng hoa hơn trong thời gian tới. Thủ môn Mike Maignan đã phải rời sân sớm trong cuộc đấu giữa AC Milan và Liverpool vào giữa tuần do dính chấn thương. Mọi chuyện còn đáng nói hơn khi Derby Milan sắp đến gần và Rossoneri mới thắng một trận ở Serie A mùa này. Tuy nhiên, theo cập nhật mới nhất, Mike Maignan đã quay lại tập luyện và khả năng cao có thể ra sân ở đại chiến với Nezazzurri. Đây là tin rất vui với huấn luyện viên Paulo Fonseca khi chiến lược gia người Bồ Đào Nha hiện nhận nhiều đồn đoán về việc có thể bị sa thải. Arsenal đã không thể khởi đầu chiến dịch Champions League năm nay bằng chiến thắng khi chỉ kiếm được một điểm khi rời sân của Atalanta. Ở góc độ tổng quát, đây đã là trận thứ tư liên tiếp mà pháo thủ không thể giành chiến thắng khi đến làm khách của các câu lạc bộ Ý trong khuôn khổ Champions League. Mọi chuyện còn đáng nói hơn khi các chân sút của đại diện thành London đều im tiếng trong những cuộc đấu vừa nêu. Rõ ràng hành quân đến xứ sở mì ống đang trở thành thử thách chẳng hề dễ dàng với thầy trò Mikel Arteta. Như vậy là chúng ta đã cùng tìm hiểu hết những thông tin đáng chú ý nhất trong 24 tiếng qua. Vào tối nay thì hàng loạt ông lớn sẽ ra sân ở lượt trận cuối tuần và kết quả thi đấu của họ cùng nhiều cập nhật hấp dẫn khác sẽ liên tục xuất hiện trên hệ thống kênh của bình luận viên Anh Quân. Các bạn chú ý đón xem, còn giờ thì xin chào và chúc mọi người có một ngày với nhiều điều hạnh phúc.